coi. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? À, xin chào bạn Ken nha. Trời ơi, bạn Ken này có bộ đồ gì mà đẹp dữ vậy ta? Đồ già Noel hả? Các bạn ơi, bạn Ken sẽ mặc đồ già Noel đi săn kẹo Giáng sinh và các con vật nha. Rồi xúc cái gì ra rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng bạn Ken đi nha. Và cái gì đó bạn Ken? Rồi các bạn ơi, một cái đồ đâu. À, cái đồ phương hưu nè, đội lên đầu nè các bạn, đi cho bạn Ken đội thử nha. Wow, đẹp dữ ta. Rồi cái gì nữa đó? Rồi mở vô đi, mở vô. À, một kẹo, kẹo người tuyết nè các bạn ơi. Cái gì nữa hả? Một nón già Noel luôn. Rồi đi tìm coi còn nữa không. À, có hai chiếc xe nữa hả? Nhanh đi ông già Noel nhỏ ơi. Wow, các bạn ơi, cái gì đây? À, các bạn ơi, có quá trời hộp quà luôn, bốn hộp quà luôn. Hộp quà của ông già Noel. À, hộp quà ông già Noel tặng hả? Rồi còn gì nữa không? Cái gì vậy? Ủa các bạn ơi, một con rùa mẹ, một con rùa con. Quả còn cái gì nữa đó? À, một con chim cánh cụt nha. Rồi một chú khỉ nữa. Ủa trên đầu bạn Ken có cái gì kìa? Cái gì vậy? Ơi. Ý, rồi rớt rồi. À, một cục kẹo, kẹo ông già Noel nè các bạn. À, một cái đồng hồ nữa hả? Rồi đồng hồ gì đây bạn Ken? Đồng hồ này đồng hồ gì vậy? À, đồng hồ chim anh Ribbit. À, một chim cánh cụt ba nữa nè. Wow, quá trời luôn. Ý, cái gì vậy? Cái gì vậy bạn Ken ơi? Trời ơi các bạn ơi, một ông già Noel nhỏ xíu nè. Có đeo cái giỏ nữa. Đeo cái túi đựng quà nè. Trời ơi, đẹp ghê không? Đây, một cái kẹo người tuyết. Kẹo người tuyết. Rồi bỏ vô luôn, mình đi săn tiếp thôi. Ê, một thiên kẹo người tuyết nữa các bạn ơi. Đây, một kẹo người tuyết nữa nè. Hai kẹo người tuyết luôn. Ý, quá cái gì vậy bạn Ken? Một già Noel cầm một cái kẹo người tuyết nhỏ. Ông già Noel dễ thương với ta. Trời, quá trời ông già Noel luôn vậy bạn Ken. Ở đâu mà quá trời vậy? Đâu mà quá trời ông già Noel nhỏ luôn hả? Và các bạn ơi, quá trời ông già Noel nhỏ luôn hả? Quá, cái gì đó? Các bạn ơi, một cái banh gì mà bự dữ hả? À, các bạn, một cái banh giống hình người nhện dữ ta. Một cái banh màu cam nghe em đẹp quá. Và một con quà, một con cọp. Con cọp bị té dưới nước luôn. À, các bạn ơi, bạn Ken lụng nguyên rổ đồ chơi luôn rồi nè. Bây giờ chúng ta về chúng ta đếm thử coi có bao nhiêu đồ nha. Đi theo ông già Noel đếm đồ thôi. À, bạn Ken ơi, bạn Ken mở đồ chơi ra cho các bạn xem với. Cái này là cái gì vậy? À, một chiếc banh hả? Rồi còn gì nữa không bạn Ken? Đây, một chiếc banh nè các bạn, một chiếc banh màu cam nha. À, một ông già Noel. Và ông già Noel có cái túi màu xanh nữa. Đẹp quá rồi, để chung với trái banh luôn. Đây thêm một ông già Noel nữa. Wow, ông già Noel mập có cái râu luôn nè. Có chữ Merry Christmas nữa. Rồi, dễ thương quá ta ơi. À, đây, cái gì đây? Và anh em của ông già Noel nè các bạn ơi. Ông già Noel này có cái nón này, dễ thương quá. Rồi, còn gì nữa không Ken? Wow, quá trời ông già Noel luôn. Đây, ông già Noel có cây đàn nữa nè. Rồi, còn gì nữa vậy bạn Ken ơi? Một cục kẹo người tuyết. À, hai cục kẹo người tuyết luôn. Người tuyết này có màu xanh, cái nón màu đỏ. Một hộp quà màu xanh các bạn ơi. À, một người tuyết nữa, người tuyết nhỏ, người tuyết em á. Đây, thêm một hộp quà nữa nè. Đây, hộp quà màu đỏ luôn với hộp quà màu hồng. Và một hộp quà màu vàng. Wow, cái gì đây bự dữ anh ta. Các bạn ơi, đây là một cái nón già Noel nè. Rồi bạn Ken đội cho thử cho các bạn xem chứ. Và một cái đồ kẹp tóc các bạn, đồ kẹp tóc cái con hươu luôn. Wow, đẹp dữ anh ta. Rồi bây giờ tới mấy con vật nha. Một con rùa mẹ nè. Rồi một con rùa con. Đây, một chú khỉ khổng lồ luôn, bự quá trời bự luôn. Rồi, cái tay luôn rồi.
gắn vô bà Ken, em cầm kỹ và gắn tay vô. Ờ, con cầm hai con chim cánh cụt rồi hả? Rồi để gắn cái tay vô nha các bạn. Đây, con kỹ đây, kỹ đứng được không đây? Rồi cho nằm đi, chút mình đứng lại. Con chim cánh cụt con, con chim cánh cụt mẹ. À, một con chim cánh cụt con và một con chim cánh cụt mẹ. Đâu này giống hai, này con mẹ nè, này con ba đó, chưa có đẻ con. Con chim này cũng có bụng bầu này, chưa đẻ con. Rồi lấy cái khác thì bạn Ken ơi, còn nữa không? Đây, một con cọp bị rớt hậu qua nè. Một cái đồng hồ Angibus. Đẹp không bạn Ken? Màu đỏ nha. Rồi, một cái kẹo người tuyết màu xanh nữa. Con ăn kẹo. Rồi, bây giờ bạn Ken sẽ ăn thử cục kẹo ông già Noel nha các bạn. Wow, đưa cho các bạn xem với. Ông già Noel khóc nè. Ông già Noel cười á, cười nhắm mắt á, chứ đâu có khóc đâu. Rồi, con ăn thử coi ngon không? Kẹo này mua trong tiệm thuốc Tây nha các bạn. Wow, ngon không vậy bạn Ken? Ngon không? Có mùi gì vậy? Ôi, sức luôn rồi. À, cái màu hồng á là mùi dâu á, còn cái màu trắng á là hả mùi sữa đó. Thơm không? Các bạn, bạn Ken nói mùi gì mà ngon quá kìa, trời ơi. Đây các bạn ơi, bạn Ken hôm nay là đi sang đường nè, bốn ông già Noel luôn. Con ăn cái nón luôn. Thôi, bạn Ken ăn cái nón luôn rồi hả? Rồi, một chiếc banh. À, hai chú chim cánh cụt. Một con rùa mẹ, một con rùa con, một con khỉ và bốn cái hộp quà nè. Quà đẹp quá. Ý hai cái xe này nãy quên nói nữa. Cái này là, đây là một chiếc chiếc cano nè. Chiếc tàu. Ừ, chiếc tàu hả? Rồi đây là một chiếc xe cứu hỏa luôn. Rồi kẹo đây, một cục kẹo, hai cục kẹo, ba cục kẹo, bốn cục kẹo. À, một cái nón con hươu. Rồi một cái nón già Noel luôn. Rồi đây cho các bạn xem nha. Đồ của bà Ken đã đi săn về quá trời luôn nè. Quà đẹp quá. Hộp quà này là hộp quà gì vậy bạn Ken? Quà tặng. Quà tặng cũng già Noel tặng Giáng sinh đó hả? Rồi cái này là Giáng sinh, là gần gần tới Giáng sinh là bạn Ken sẽ tặng quà nè. Các bạn ơi, đây quá trời quà cho các bạn luôn nha. À, bây giờ chưa có thời gian để làm video tặng quà cho các bạn nữa. Đây, ngày mùng 7 là sẽ làm video tặng quà cho các bạn nha. Đây quá trời quà luôn. Các bạn như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bây giờ nên anh Ken tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Bye bye.
rớt hoài vậy ta? Ai cũng nghe mình đứng không được bạn Ken ơi. Wow, đây các bạn ơi, xe chở cái con vật nè. Hay ghê chưa? Ngồi cá nó lên á, chút mình ra đó mình bắt cá. À, con cá nhỏ lên đó hả? Ừ. Ha ha ha.